Hôm nay tôi sẽ quay trở lại chủ đề làm giàu. Tuy nhiên cái video ngày hôm nay có thể sẽ gây khó chịu với rất nhiều người vì tôi sẽ động tới những điểm yếu chung của 80% dân số mà trong đó có thể có bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về 7 dấu hiệu chứng tỏ bạn sẽ khó có thể trở thành một người giàu có. Xin chào bạn, tên tôi là Duy Nguyễn, tôi là một business coach. Tôi làm những video này vì tôi muốn giúp các bạn có những kiến thức cơ bản về kinh doanh, đặc biệt là các kỹ năng về bán hàng, marketing và khởi nghiệp trước khi bắt đầu để tránh những thất bại không đáng có. Hãy trao đổi trực tiếp với tôi những băn khoăn của bạn và chia sẻ những thông tin này tới những người bạn quan tâm. Và sau đây là 7 dấu hiệu chứng tỏ bạn khó có thể trở thành một người giàu có. Dấu hiệu thứ nhất, bạn làm việc chăm chỉ nhưng không phải là làm việc thông minh. Có một câu nói mà chúng ta thường hay nói với nhau, đó là cần cù bù thông minh. Bạn có thể nghe theo cái lời khuyên này nếu như bạn muốn có một cuộc sống ổn định và thoải mái với việc làm thuê cho người khác cả cuộc đời mình. Tuy nhiên nếu bạn nghĩ tới việc trở nên giàu có thì đó lại là một câu chuyện khác. Tôi vẫn luôn nói với bạn rằng chăm chỉ là yếu tố đầu tiên, tiên quyết cần phải có đối với tố chất của một người thành công. Nhưng chỉ có chăm chỉ không thôi là không có đủ. Bạn muốn vượt lên dẫn đầu, muốn trở nên giàu có thì bạn cần phải có những cách thức làm việc, những con đường khác biệt, thông minh hơn so với đại bộ phận những người khác. Dấu hiệu thứ hai, bạn không dành đủ thời gian để rèn luyện bản thân. Tôi muốn bạn hãy làm một việc, đó là hãy tạm dừng cái video này ở ngay tại đây. Và sau đó bạn hãy mở cái trang YouTube của bạn lên và vào phần lịch sử của các video mà bạn đã xem trước đây. Tôi muốn bạn hãy nhìn lại toàn bộ, ít nhất toàn bộ cái danh sách của 20 video mà bạn đã xem gần đây nhất. Hãy nhóm các video đó lại thành hai nhóm. Một là các video về kiến thức để giúp cho bạn phát triển bản thân, và hai là nhóm các video mang tính chất giải trí. Nếu như kết quả mà bạn có được là có tới hơn 40% số video đó nằm trong danh mục giải trí thì đó là dấu hiệu của việc bạn sẽ khó có thể trở thành một người giàu có, mà bạn sẽ chỉ trở thành khách hàng mục tiêu của những người giàu có mà thôi. Và có một thực tế, đó là phần lớn, tới 80% dân số đều nằm trong nhóm những người này. Đó là lý do vì sao mà các show truyền hình thực tế, các nghệ sĩ, các ca sĩ cũng như là các hãng làm phim có thể kiếm tiền một cách rất nhanh chóng và rất nhiều. Bởi vì họ biết rằng phần lớn mọi người đều như bạn, thích được tận hưởng cái sự thoải mái hơn là dành thời gian để học hỏi, trau dồi kiến thức và phát triển bản thân của mình. Dấu hiệu thứ ba, bạn tập trung quá nhiều vào việc tiết kiệm tiền thay vì tìm cách kiếm tiền. Tìm cách tăng thu nhập, tăng dòng tiền vào cho bản thân của mình bên cạnh việc tiết kiệm tiền hợp lý là hình thức khác của việc làm việc thông minh. Tôi khẳng định với bạn rằng là việc tiết kiệm tiền là việc rất quan trọng để xây dựng một cái nền tảng tài chính cá nhân vững chắc. Không ai có thể tiêu xài lãng phí, hoang phí mà có thể trở nên giàu có cả. Tuy nhiên, nếu như bạn chỉ dành thời gian của mình để đi tìm hàng giảm giá, đi tìm phiếu quà tặng hoặc là săn voucher để tiết kiệm chi phí mà không tập trung dành cái thời gian đó để tìm cách làm tăng nguồn thu nhập của mình thì đó không phải là cách để bạn trở nên giàu có được. Một suy nghĩ của những người giàu có đó là họ không bao giờ lo lắng về việc sẽ hết tiền mà họ chỉ tính toán làm sao đó để có thêm càng ngày càng nhiều tiền hơn. Dấu hiệu thứ tư, bạn mua những thứ mà mình không đủ khả năng. Chúng ta hiện nay đang đi theo con đường của các nước phát triển, đó là mọi chi tiêu có thể được trả sau, trả góp hoặc là trả bằng thẻ tín dụng. Hay nói cách khác là bạn đang mang về ngày càng nhiều các khoản nợ cho bản thân của mình. Một trong những việc phải làm để mà trở nên giàu có đó là phải chấm dứt các khoản nợ xấu và sử dụng những nguồn tiền có sẵn đó để đầu tư sinh lời. Nợ xấu ở đây có nghĩa là các khoản nợ bạn có được từ việc mua những cái tài sản không có giá trị sinh lời, không mang lại lợi nhuận gì cho bạn, như là xe cộ, điện thoại, vân vân. Những cái tài sản đó sẽ chỉ mất giá theo thời gian mà không sản sinh ra thêm được bất kỳ một đồng nào để bạn bỏ vào túi của bạn. Và đặc biệt là nếu như bạn không có đủ khả năng để mua chúng tại thời điểm hiện tại mà vẫn cố gắng mua theo cái hình thức tín dụng trả góp thì có nghĩa là cho tới lúc bạn trả hết những cái khoản tiền đó thì bạn sẽ chỉ là một con nợ không hơn không kém. Dấu hiệu thứ năm, bạn không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Bạn cảm thấy an tâm và thoải mái với những gì mình đang làm và mình đang có. Bạn hài lòng với công việc văn phòng hiện tại. Bạn thỏa mãn với cái nguồn thu nhập mà bạn đang có và bạn yên tâm rằng bố mẹ sẽ để lại cho bạn một căn nhà, cho nên đâu cần phải cố gắng nhiều mà làm gì. Và bạn không muốn làm cái điều gì đó khác đi bởi vì bạn ngại rủi ro và ngại thay đổi. Nếu bạn đang có cái suy nghĩ đó thì tôi tin rằng đó là dấu hiệu của việc bạn khó có thể trở nên giàu có, trừ khi bạn được thừa hưởng một tài sản kếch xù. Có một thực tế, đó là sự thoải mái về tinh thần, tài chính hay là cảm xúc là mục tiêu hướng tới của giới trung lưu, tức là những người có đủ ăn, đủ mặc, cuộc sống họ ổn định, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, đối với những người giàu có thì họ biết cách tìm kiếm sự bất ổn, sự rủi ro để kiếm ngày càng nhiều tiền hơn. Mà cách duy nhất để làm điều đó là gì ạ? Đó là bước vào những cái vùng mạo hiểm, làm những việc mà họ chưa bao giờ làm, đầu tư vào những lĩnh vực mà họ chưa từng trải qua. Tất nhiên là họ không có đầu tư, họ không làm những chuyện đó một cách vô thức, một cách mạo hiểm.
mà họ làm dựa trên cái sự tính toán và liên tục rèn luyện bản thân của họ, liên tục trau dồi kiến thức để giảm thiểu rủi ro một cách tối đa. Nếu bạn muốn có một cái cơ hội để trở thành một người giàu có, thì bạn hãy sẵn sàng để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Dấu hiệu thứ 6, bạn tin rằng những người giàu có khả năng đặc biệt mà bạn không có. Tôi muốn bạn sau khi xem xong video này thì hãy quay trở lại fanpage Coach Duy Nguyễn của tôi để tìm đọc cái câu chuyện mà tôi đã viết về câu hỏi đó là tại sao tôi giàu có còn anh thì lại không? Tôi sẽ để cái link của bài viết đó ở phía dưới video này và sẽ đưa cái bài viết đó lên trên đầu để các bạn dễ tìm kiếm. Đó là một ví dụ rất cụ thể của sự khác biệt giữa người giàu có với những cái người còn lại. Nếu bạn nghĩ rằng những người giàu có họ đều là do gặp may mắn trong cuộc sống của họ, tại một cái thời điểm nào đó họ trở nên giàu có, trong khi bạn lại không có được cái sự may mắn đó, thì đó là một ý nghĩ rất sai lầm. Và đó cũng là dấu hiệu của việc bạn không thể trở nên giàu có. Trên thực tế thì với cái sự cởi mở của nền kinh tế hiện nay thì ai cũng có quyền được trở nên giàu có nếu bạn có thể tạo ra những cái giá trị vượt trội cho nhiều người khác. Tuy nhiên, bạn đang bị niềm tin sai lầm của mình làm kìm hãm chính bản thân của bạn. Và dấu hiệu thứ 7, bạn có thái độ không tốt. Bạn sẽ rất khó để trở nên giàu có nếu như bạn là một người có thái độ không tốt đối với công việc, với những người xung quanh và với chính bản thân của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không trân trọng cái công việc của mình và không tập trung hoàn thành tốt nhất một cách có thể. Bạn không tôn trọng những người xung quanh của bạn và để gây ra cái ấn tượng rất xấu đối với bất kỳ ai khi tiếp xúc với bạn lần đầu. Và bạn coi thường chính bản thân của mình khi tin rằng là bạn không thể trở nên tốt hơn và không chịu học hỏi để phát triển. Bạn hãy thử nhìn xung quanh mà xem, những cái người giàu có một cách chân chính, họ là những người có thái độ rất tốt trong mọi trường hợp, mọi tình huống. Vừa rồi là 7 dấu hiệu của việc bạn không thể trở nên giàu có. Tuy nhiên, một tin vui đó là những cái điều này hoàn toàn có thể thay đổi được bằng sự nỗ lực của bản thân của bạn. Tôi hy vọng rằng là bạn đã nhận ra mình đang ở đâu, gặp vấn đề gì và tìm cách thay đổi nếu mong muốn của bạn là được tham gia vào nhóm những người giàu có. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và đừng quên comment suy nghĩ của bạn vào phía dưới của video này và chia sẻ với những người bạn quan tâm như cách tôi đang chia sẻ với bạn. Hãy nhấn like và chọn xem đầu tiên để nhận thông báo về những kiến thức mới nhất mỗi ngày. Hẹn gặp lại bạn vào 7 giờ sáng mai. Xin chào! Đã bao giờ bạn tự hỏi là tại sao mình làm việc rất chăm chỉ, không kém bất cứ ai trong công ty mà mình mãi không thể đạt được những thành công như một số người khác? Hay tại sao trong khi một số người có thể có thời gian đi du lịch, đi mua sắm đồ hiệu mà họ không phải lo nghĩ gì về tiền bạc hay thời gian, trong khi đó mình lại phải ngồi đây, check email và hoàn thành hết tất cả công việc được sếp giao cho ngày hôm nay? Nếu bạn thực sự đã tự hỏi mình những câu hỏi đó thì xin chúc mừng bạn. Bởi vì bạn đã đạt được một việc mà hầu hết tất cả mọi người đang theo đuổi. Đó là cuộc sống trong những chiếc lồng của những con chuột hamster, càng ngày chỉ chạy vòng quanh những chiếc bánh xe mà không biết làm sao để thoát ra được. Thì cách duy nhất để thoát ra khỏi cuộc sống đó, đó là bạn phải hình thành cho mình những cái thói quen mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc, giống như những người thành công mà bạn đang nhìn thấy. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 6 thói quen để giúp bạn đạt hiệu quả cao hơn trong công việc để trở thành người thành công. Thói quen thứ nhất, đó là bạn phải xác định được cho mình hình ảnh của bản thân mà bạn muốn xây dựng và đặt mục tiêu theo đuổi hình ảnh đó. Trước hết, bạn phải xác định xem bạn muốn trở thành một người như thế nào. Những người thành công họ luôn biết cách xây dựng hình mẫu tốt nhất của họ để những người khác phải nhớ tới. Ví dụ như bạn muốn trở thành một người vui vẻ, hay là một người khiêm tốn, hay là một người luôn quan tâm tới người khác. Từ đó bạn phải đặt ra cho mình một câu hỏi, đó là mình đã hành xử theo hình mẫu này hay chưa? Và mình cần phải làm gì, thay đổi gì để đạt được cái điều đó? Tiếp theo, bạn cần phải chủ động trong môi trường giao tiếp xung quanh. Đã là một người thành công thì bạn phải luôn sẵn sàng và luôn chủ động trong mọi tình huống giao tiếp với người khác. Bạn không bao giờ để cho bản thân của mình ở vào cái trạng thái bị động và giao tiếp một cách theo bản năng. Bạn luôn phải có một cái câu hỏi trong đầu để định hướng cho cách giao tiếp của bạn. Đó là làm thế nào để cho buổi gặp gỡ hay làm thế nào để cho cái buổi nói chuyện đó mang lại hiệu ứng tích cực cho hình ảnh của bạn. Tiếp sau đó, bạn cần phải xác định chính xác những khả năng và kỹ năng nào của bản thân bạn cần được cải thiện và phát triển tốt hơn. Những người thành công thì họ luôn biết cách tập trung vào một lĩnh vực mà họ có khả năng vượt trội hơn và tập trung vào khai thác và rèn luyện cái chuyên môn đó. Rèn luyện ở đây không chỉ có đi học thêm về kỹ năng đó mà bạn còn cần phải dành thời gian để tập luyện. Ví dụ như nếu bạn muốn trở thành một diễn giả thì bạn không chỉ có đi học thêm về cách nói chuyện trước đám đông, public speaking, mà bạn còn cần phải tập luyện nhiều giờ để rút ra kinh nghiệm và phát triển kỹ năng đó của bạn. Và sau cùng, đó là bạn phải biết cách giúp đỡ những người khác. Đó là cách để bạn có thể có thêm động lực trong công việc, đồng thời cũng giúp đỡ được những người xung quanh. Câu hỏi ở đây mà bạn cần phải hỏi đó là ai cần tôi? Hãy tạo ra cho mình cái thói quen xây dựng hình ảnh của bản thân mình trong mọi tình huống để bạn định hướng được cho mình theo mục tiêu của bạn. Thói quen thứ hai, tạo cho mình suy nghĩ tích cực và giữ một cơ thể khỏe mạnh.
Nếu bạn nghĩ rằng các CEO chỉ dành thời gian cho công việc và lịch làm việc của họ luôn dày đặc và chỉ có họp hành, thì bạn đã nhầm. Bởi hầu hết các CEO ngày nay, họ không chỉ xây dựng cho mình một bộ não sáng suốt và nhạy bén, mà họ còn giữ một cơ thể khỏe mạnh nhờ tập thể dục thường xuyên hoặc đi gym, bởi đó là cái cách họ tạo ra năng lượng và duy trì mức độ hiệu quả cao trong công việc của mình. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng là cái việc duy trì tập thể dục thể thao thường xuyên sẽ làm gia tăng sự sản sinh neuron thần kinh tại một số vùng nhất định của bộ não của con người, mà đó sẽ giúp cho việc bạn học tập và ghi nhớ được tốt hơn. Việc tập thể dục thể thao cũng sẽ làm giảm stress và giữ con người của bạn ở một tâm trạng luôn luôn tốt, mà điều này rất cần đối với những người lãnh đạo. Ai cũng biết là việc tập thể dục thì tốt cho cơ thể, nhưng những người đạt hiệu quả cao cho công việc, họ biết cách biến cái việc tập luyện đó thành một thói quen và duy trì nó thường xuyên. Trong khi đó, những người còn lại sẽ luôn tìm lý do để trốn tránh việc này. Điều này giúp cho những người thành công, họ luôn có được tâm trạng tích cực và mang tới những hiệu ứng tích cực cho những người xung quanh, cho dù cuộc sống của họ chưa hẳn là đã dễ dàng hơn và ít vấn đề hơn những người khác. Các nghiên cứu khoa học cũng đã cho thấy rằng là những suy nghĩ tích cực này sẽ tiếp tục tạo thêm năng lượng cho bộ não để duy trì hoạt động hiệu quả cao hơn bình thường. Và thói quen thứ ba, tạo cho mình cảm giác về sự cần thiết. Có một thực tế như thế này: khi bạn cảm thấy được sự cần thiết của một việc hoặc một điều gì đó, bạn sẽ không thể ngồi yên một chỗ và hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra. Bạn phải hoàn thành công việc đó. Việc tạo ra cho mình cái cảm giác cần thiết phải làm việc là điểm khác biệt rất lớn giữa người thành công với những người không có hiệu quả cao trong công việc. Thói quen tạo cảm giác về sự cần thiết chính là cách bạn nâng cao tầm quan trọng của mục đích hoặc công việc bạn đang làm, giúp cho bạn có thêm động lực để hoàn thành công việc đó. Tôi lấy ví dụ thế này: nếu có hai vận động viên chạy có chung thành tích và cùng so tài với nhau, trong đó người thứ nhất muốn chiến thắng để giành lấy tiếng vang cho bản thân của anh ta, còn người thứ hai lại muốn giành chiến thắng để cho người mẹ đang đau ốm của mình, thì tôi nghĩ rằng người có khả năng chiến thắng cao hơn là người thứ hai, bởi sự cần thiết phải chiến thắng đối với anh ta là cao hơn. Những người đạt hiệu quả cao hơn trong công việc thường là những người tự đặt ra cho mình những trọng trách và trách nhiệm cao hơn cả bản thân của họ, mà nhờ đó thúc đẩy họ làm việc chăm chỉ hơn và hiệu quả hơn. Nếu như bạn đặt ra tầm quan trọng của việc thành công chỉ là trong phạm vi mong muốn của bản thân bạn, thì có nghĩa rằng đó chỉ là một sự lựa chọn có thể có hoặc có thể không, và từ đó sẽ làm giảm đi cái khả năng thành công của mình. Lời khuyên của tôi dành cho bạn đó là hãy tập trung và làm thật tốt lĩnh vực hoặc công việc mà bạn muốn trở nên vượt trội, và sau đó hãy đặt thêm cho mình những trách nhiệm ngoài bản thân của bạn cho một ai đó hoặc vì một mục đích cao cả nào đó, ví dụ như là cho mục đích từ thiện, cho gia đình, cho người thân, vân vân, và bạn sẽ có thêm động lực để làm việc chăm chỉ hơn nữa. Có một cách khác để tạo ra trách nhiệm cho bản thân của bạn, đó là hãy công bố, hãy nói với những người xung quanh, hãy nói với cả thế giới biết về cái mục tiêu của bạn. Nếu bạn muốn giảm 5 cân trong vòng 3 tháng tới, thì hãy nói với cả thế giới Facebook, Zalo hay Instagram của bạn rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu đó trong vòng 3 tháng. Bạn sẽ cảm thấy mình sẽ có thêm động lực và tập trung vào hoàn thành cái mục tiêu này. Tôi có một người bạn và anh ta cũng muốn giảm 10 cân trong vòng 6 tháng. Anh ta đã đặt cược với PT, huấn luyện viên của mình, và vợ của anh ta rằng nếu anh ta thất bại thì sẽ làm hết tất cả việc nhà cho vợ trong vòng 1 năm và nộp phạt 10 triệu đồng cho PT của mình, bằng cách tuyên bố mục tiêu của mình với hai người quan trọng nhất đó với anh ta kèm theo một số điều khoản phạt, thì anh bạn của tôi đã thành công chỉ trong vòng 3 tháng tập luyện chăm chỉ. Đó chính là sức mạnh của cảm giác có trách nhiệm với người khác. Có thể bạn đã và đang thực hiện cái phương thức này trong cuộc sống mà bạn không có nhận ra. Như vậy là hôm nay tôi đã nói với các bạn về 3 thói quen mang lại hiệu quả cao trong công việc mà các bạn nên xây dựng cho mình. Chúng ta sẽ nói về 3 thói quen còn lại trong video tiếp theo vào ngày mai. Và hãy nhớ rằng hình thành cho mình được những thói quen mang lại hiệu quả cao sẽ giúp cho bạn tách biệt ra khỏi cuộc đua và vượt lên dẫn đầu. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào. Xin chào các bạn. Hôm qua chúng ta đã nói về 3 trong số 6 thói quen mang lại hiệu quả cao trong công việc. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 thói quen còn lại mà bạn cần phải xây dựng cho mình để phát triển bản thân lên một mức độ tốt hơn. Thói quen thứ 4, đó là các bạn cần phải tăng năng suất làm việc của mình. Đây là một thói quen rất quan trọng và cũng rất dễ bị bỏ qua. Và tôi chắc rằng là khi nói kỹ hơn thì bạn sẽ nhận ra rằng mình cũng đang mắc phải những vấn đề mà khiến bạn không đạt được hiệu quả cao trong công việc. Để tăng năng suất làm việc của bạn thì bạn cần phải thực hiện được 3 việc sau. Việc thứ nhất, bạn cần phải có thói quen phân loại những công việc của bạn theo mức độ quan trọng khác nhau. Bạn hãy nhớ rằng năng lượng của chúng ta là có hạn. Vì vậy nếu bạn dành nhiều năng lượng của mình vào những việc kém quan trọng hơn thì bạn sẽ đạt được kết quả và cái hiệu quả thấp hơn. Thói quen phân loại mức độ quan trọng của mỗi công việc sẽ giúp cho bạn tối đa hóa hiệu quả thời gian làm việc của mình. Việc trả lời email hàng ngày là một ví dụ của một trong những việc ít quan trọng nhưng thường lại được ưu tiên nhiều hơn. Theo tổng kết thì mỗi nhân viên trung bình dành ra 28% thời gian làm việc của một tuần chỉ để dành cho việc trả lời tất cả các email của mình.
Có một điều đó là khi họ ngồi trả lời email thì họ sẽ nghĩ rằng mình đang làm việc năng suất và hiệu quả. Nhưng thực chất thì đó lại là sự mất tập trung lớn nhất đối với công việc chính của họ. Tôi chắc chắn rằng bạn đã nhận ra rằng đôi khi bạn cũng gặp phải trường hợp tương tự như vậy. Có đôi lúc bạn đang rất tập trung vào một việc gì đó và bất chợt có một email gửi tới cho bạn và ngay lập tức bạn gác công việc của mình lại, đọc và trả lời email đó dù nó không quan trọng và thậm chí là không liên quan đối với bạn. Và sau đó bạn lại phải dành đến một khoảng thời gian để tìm lại những dòng suy nghĩ của mình cho cái việc mình đang làm, phải không ạ? Hãy nhớ rằng làm việc không quan trọng là làm việc không hiệu quả. Việc thứ hai, để tăng năng suất của bạn, hãy tìm cách loại bỏ đến những fake deadlines, những cái deadline ảo mà bạn tự đặt ra cho mình. Điều này rất phổ biến đối với những người thiếu động lực trong công việc. Họ đặt ra những cái deadline cho bản thân của họ, ví dụ như là mỗi tuần phải đọc xong một cuốn sách, hoặc cuối tuần này phải gọi điện thoại về thăm gia đình, v.v. Nhưng trong thâm tâm, họ biết rằng đó chỉ là một sự lựa chọn. Làm được thì tốt, không làm được cũng chẳng sao. Vậy đó không phải là một deadline. Cái thời hạn mà bạn đặt ra phải được thực hiện một cách khắt khe, và như vậy thì bạn mới có động lực để tiếp tục làm việc. Những người thành công, họ có những mục tiêu và những deadline, những thời hạn cụ thể và chính xác. Họ tìm cách loại bỏ những thứ gây mất tập trung, tiếp thêm năng lượng để hoàn thành mục tiêu theo thời hạn đã đề ra. Và việc thứ ba để tăng năng suất trong công việc của bạn, đó là bạn phải biết phân nhỏ những việc phức tạp thành những việc nhỏ hơn và dễ thực hiện hơn. Nhà văn Mark Twain đã nói thế này: bí quyết của việc dẫn đầu đó là bắt đầu. Và bí quyết để bắt đầu đó là chia nhỏ những việc lớn phức tạp thành những việc nhỏ hơn, dễ làm hơn và bắt đầu làm từ những việc đầu tiên. Đây là một lời khuyên rất hay để chúng ta có thể xử lý công việc của mình dễ dàng hơn và bắt tay ngay vào tiến hành. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn đạt được cái thời hạn của mình một cách thuận lợi hơn rất nhiều. Thói quen thứ năm đó là thói quen chia sẻ. Các bạn phải thật bình tĩnh. Tôi không nói tới việc bạn nên chia sẻ tiền bạc hay của cải hay bất cứ tài sản hữu hình nào của các bạn. Tôi muốn khuyên các bạn chia sẻ ở đây đó chính là tư duy cầu tiến, suy nghĩ tích cực và cả kiến thức, kinh nghiệm và sự thông thái của bạn với những người xung quanh. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thành công và những người có hiệu quả cao trong công việc, họ luôn tìm những người giống như mình để chia sẻ những thành quả mà mình đã đạt được với những người khác và để xây dựng và duy trì những mối quan hệ lâu dài. Họ sẵn sàng đưa ra lời khuyên mang tính xây dựng cho người khác và cũng sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi cho công việc của họ một cách tích cực. Những người thành công họ luôn trân trọng và đánh giá cao những lời đóng góp thành tâm và tích cực đối với mình. Nếu may mắn bạn có một người sếp có thói quen chia sẻ này, thì bạn sẽ nhận ra rằng sếp rất để ý tới kết quả và hiệu quả làm việc của tất cả nhân viên, luôn sẵn sàng giúp đỡ, đồng thời ghi nhận những kết quả, những thành quả mà cấp dưới đã đạt được. Họ thấu hiểu những khó khăn hoặc những trở ngại mà bạn phải vượt qua để đạt được cái kết quả tốt trong công việc. Họ biết được ưu nhược điểm của mỗi người và sẵn sàng tin tưởng, giao phó cho bạn nếu bạn thực sự chứng minh được cái năng lực của mình. Những người sếp này, họ luôn ủng hộ và luôn giúp đỡ bạn thăng tiến trong công việc. Một ưu điểm khác của thói quen chia sẻ, đó là những người thành công, họ luôn sẵn sàng đưa ra đề nghị, được góp ý từ những người khác mà không ngần ngại gì về việc mình bị đánh giá hoặc là bị từ chối. Bởi họ biết rằng họ sẽ nhận được những cái phản hồi tích cực cao gấp 3 lần so với những gì họ kỳ vọng. Trong khi đó, hầu hết mọi người thì lo lắng rằng mình sẽ bị đánh giá nhiều hơn là nghĩ xem mình sẽ thu được gì từ những góp ý đó. Và sau cùng, đó là thói quen thể hiện dũng khí và sự can đảm. Hay nói cách khác, những người có hiệu quả cao trong công việc, họ biết chấp nhận rủi ro. Những người thành công hay những người có hiệu quả cao trong công việc cũng có những nỗi sợ rủi ro giống như tất cả những người khác. Họ hiểu rằng những hành động táo bạo sẽ mang tới những rủi ro lớn hơn. Tuy nhiên, những người đó họ vẫn thực hiện bất chấp nỗi lo sợ của mình và họ cảm thấy hưng phấn với những hành động đó. Những người thành công thì luôn tìm thấy cơ hội để phát triển trong các thử thách. Họ biết rằng để đạt được một tầm cao mới thì họ sẽ phải đối đầu với những thay đổi mà không hề thoải mái, không hề dễ dàng chút nào. Nhưng họ sẵn sàng chấp nhận, đương đầu với những thay đổi đó kèm theo một nụ cười trên môi. Như vậy là chúng ta đã nói về 6 thói quen bạn cần xây dựng để trở thành người có hiệu quả cao trong công việc. Một tin vui với các bạn đó là đây không phải là vấn đề di truyền. Chúng ta khi được sinh ra đều không có những khả năng và các thói quen này, mà đó hoàn toàn là do sự rèn luyện của bản thân qua thời gian. Các bạn hãy nhớ rằng để trở thành một người thành công thì bạn cần phải biết đón nhận thử thách, tận dụng những động lực từ bên ngoài để tạo ra năng lượng và sự tập trung cho bạn, biết đặt ra mục tiêu, mở rộng quan hệ, biết cách chia sẻ thành quả và giúp đỡ những người khác, và đặc biệt là phải biết chấp nhận rủi ro. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, chia sẻ và bình luận với ý kiến của bạn ở phía dưới video này. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào. Nếu bạn đang gặp khó khăn với việc học một kỹ năng mới hoặc là một ngôn ngữ mới, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 quy tắc sẽ giúp cho bạn học bất cứ thứ gì một cách nhanh nhất. Và quan trọng hơn, đó là có thể duy trì được cái kỹ năng đó trong một thời gian dài mà không bị quên đi. Xin chào bạn, tên tôi là Duy Nguyễn. Tôi là một business coach. Tôi làm những video này vì đơn thuần là tôi muốn giúp bạn có những kiến thức cơ bản về kinh doanh, đặc biệt là các kỹ năng về bán hàng, marketing và khởi nghiệp trước khi bắt đầu để tránh những thất bại không đáng có. Hãy trao đổi trực tiếp với tôi những băn khoăn của bạn
và chia sẻ những thông tin này tới những người bạn quan tâm như cách mà tôi đang chia sẻ với bạn. Có một thực tế, đó là khi chúng ta còn nhỏ, cả bạn và tôi đều có thể học mọi thứ một cách rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với khi chúng ta trưởng thành. Những người lớn thì thường tỏ ra chậm chạp hơn là trẻ con hoặc là thanh niên trong việc nắm bắt những thông tin mới hoặc là những kiến thức mới. Đó là một cái điều không hề tốt, đặc biệt là khi chúng ta đang sống ở trong một cái môi trường mà liên tục thay đổi như ngày nay. Đó là cách để bạn trở thành một người bình thường và duy trì ở vị trí đó cho tới hết cuộc đời của bạn. Bạn hãy nhớ rằng là những thu nhập cao thì đến từ những kỹ năng vượt trội, mà điều này thì có được là từ việc học những kỹ năng đó một cách hiệu quả. Chính vì vậy mà cái việc đầu tiên mà bạn cần làm đó là học những kỹ năng mà sẽ giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai. Quy tắc thứ nhất, chia nhỏ kỹ năng bạn cần học thành nhiều phần nhỏ và học những phần quan trọng trước. Việc chia nhỏ một kỹ năng phức tạp thành nhiều phần nhỏ hơn không chỉ giúp cho bạn cảm thấy dễ dàng hơn, dễ tiếp cận hơn mà còn có thêm động lực để bắt đầu. Điều này tôi đã nhắc đến rất nhiều lần ở các video trước. Mà cái điều đó còn giúp cho bạn phân loại ra được đâu là những thứ quan trọng nhất mà bạn cần phải tập trung vào học trước. Tôi lấy một ví dụ, đó là nếu bạn muốn học chơi đàn guitar chẳng hạn, thì bạn có thể chia nhỏ cái kỹ năng đó thành những công việc nhỏ hơn, như là học đọc bản nhạc, học cách cầm đàn sao cho đúng tư thế, học cách đặt các ngón tay, rồi thì học chơi các hợp âm, hoặc là học cách đệm đàn vân vân. Vậy thì đâu là cái việc quan trọng nhất? Theo bản thân tôi nghĩ thì cái việc học cách gảy đàn bằng đầu ngón tay hoặc là học chơi các hợp âm là những cái kỹ năng quan trọng nhất, bởi vì đó là cái kỹ năng cơ bản đầu tiên để giúp cho bạn đệm được rất nhiều bài hát khác nhau. Chắc chắn rằng bạn sẽ am hiểu điều này nhiều hơn tôi, bởi vì tôi không phải là người biết chơi đàn guitar. Đó là một ví dụ để bạn dễ hình dung. Tuy nhiên, cái vấn đề chính ở đây mà bạn cần phải nhớ, đó là một kỹ năng lớn như là kỹ năng bán hàng, kỹ năng học ngôn ngữ mới, kỹ năng kinh doanh v.v. đều là tổng hợp của rất nhiều các kỹ năng nhỏ. Chính vì vậy mà việc chia nhỏ các kỹ năng đó sẽ giúp cho bạn xác định được những kỹ năng nhỏ nào sẽ giúp cho bạn đạt được kỹ năng lớn một cách nhanh chóng hơn. Quy tắc thứ hai, học từ những chuyên gia thực sự. Bất kể điều bạn muốn học đó là gì thì tôi chắc chắn rằng là đều có các chuyên gia trong lĩnh vực đó mà bạn có thể học được từ họ. Cách nhanh nhất để học được điều gì đó đó là tìm người đã đạt được cái kết quả mà bạn mong muốn và tìm hiểu xem cách họ bắt đầu như thế nào, họ trải qua nó ra làm sao và làm thế nào để họ đạt được cái kết quả đó. Thay vì bạn tự mày mò, thử nhiều cách rồi thất bại nhiều lần và rồi lặp đi lặp lại, thử nhiều cách khác nhau, rất mất thời gian và rất tốn nhiều công sức. Đây cũng chính là một lối đi tắt, một con đường ngắn hơn cho những người mới khởi nghiệp. Đó là hãy tìm những người đã có kinh nghiệm, đề nghị họ trở thành coach, huấn luyện viên hoặc là mentor, thầy của bạn. Và bạn sẽ rút ngắn được thời gian lại được rất nhiều năm trên con đường khởi nghiệp của mình và cũng tránh được rất nhiều tổn thất và chi phí. Nếu bạn không quen biết ai thì hãy tìm kiếm những chuyên gia đó qua các mối quan hệ của mình, hoặc là tìm kiếm ở trên các diễn đàn, ở trên mạng, qua mạng xã hội, Facebook, LinkedIn, v.v. Hãy tiếp cận với họ với một thái độ tốt và tôn trọng họ ngay cả khi họ không có thời gian để giúp bạn vào lúc này. Quy tắc thứ ba, học từ nhiều nguồn khác nhau. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng đó là nếu như bạn tìm kiếm nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau hoặc là học các kỹ năng đó bằng nhiều cách khác nhau thì bạn sẽ có thể lưu giữ được kỹ năng đó trong đầu ngày càng lâu hơn. Hãy thử nghĩ mà xem ạ, nếu như bạn học một sự kiện lịch sử nào đó trong sách chẳng hạn, bạn sẽ chỉ nhớ được cái sự kiện đó trong khoảng 15 phút, 30 phút hoặc là một vài ngày sau đó. Tuy nhiên, nếu như sau đó bạn đi xem phim về cái sự kiện lịch sử đó, rồi thì bạn lên mạng tìm kiếm thông tin để hiểu nó sâu hơn, và rồi sau đó bạn lại thảo luận với những người xung quanh của bạn, thì tôi chắc chắn rằng là bạn sẽ nhớ nó rất lâu trong nhiều năm về sau nữa. Đó là bởi vì những cách thức khác nhau đó sẽ kích hoạt những vùng khác nhau của não bộ và giúp cho bạn tăng khả năng nhớ trong một thời gian rất dài. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng là việc học đó chỉ là bước đầu tiên của việc hình thành kỹ năng mới. Và quy tắc tiếp theo đây tôi sẽ nói với bạn sẽ giúp cho bạn biến nó trở thành một phần của bản thân. Quy tắc thứ tư, dành 1/3 thời gian để học nhưng dành 2/3 thời gian để thực hành. Bạn có thể học được rất nhiều thứ bằng việc tìm hiểu và đọc sách báo. Bạn có thể dành rất nhiều thời gian để mà nghiên cứu về cách để thuyết trình trước đám đông hoặc là để trở thành một nhân viên bán hàng xuất sắc. Nhưng nếu như bạn không thực hành những kỹ năng đó thì khả năng rất cao đó là bạn sẽ thất vọng tràn trề về bản thân của mình khi bạn đứng lên thuyết trình lần đầu tiên. Mọi thứ sẽ không diễn ra như bạn tưởng tượng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng là bạn nên bỏ qua cái việc tìm hiểu thông tin và nghiên cứu, đọc sách báo về những kỹ năng đó. Đối với tôi thì cái tỷ lệ phù hợp nhất đó là 1-2, tức là bạn dành 1/3 thời gian để học về lý thuyết và 2/3 thời gian còn lại để thực hành những kỹ năng đó. Bạn hãy nhớ rằng là bộ não của chúng ta học các kỹ năng thông qua việc thực hiện các kỹ năng đó, chứ không phải là bằng cách nghe về nó. Vì vậy, hãy thường xuyên thực hành bất cứ khi nào bạn có thể để hoàn thiện kỹ năng của mình. Và khi lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành một phần của bạn. Và quy tắc thứ năm, tìm ra những tác động, những ảnh hưởng tích cực của kỹ năng đó tới cuộc sống của bạn. Bạn có để ý thấy rằng là nếu như bạn càng cảm thấy hứng thú với một chủ đề nào đó thì bạn sẽ càng có khả năng nhớ những chi tiết về chủ đề đó nhiều hơn. Một cách để mà bạn có thể học được một thứ gì đó nhanh và hoàn thiện hơn đó là nghĩ tới cái việc kỹ năng đó hay kiến thức đó sẽ giúp bạn như thế nào trong cuộc sống.
hãy thử tưởng tượng xem là bạn sẽ đạt được những gì từ việc sử dụng thành thạo cái kỹ năng đó. Ví dụ như là với kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp thì bạn sẽ làm tăng doanh số công ty của bạn, làm tăng thu nhập cho chính bản thân của bạn, cho gia đình bạn, và bạn sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn. Hãy hình dung thật rõ trong đầu của bạn những hình ảnh bạn có được khi bạn đã thành công nhờ cái kỹ năng đó. Cảm nhận cả không gian, thời gian và màu sắc, âm thanh. Hãy tưởng tượng đó là một đoạn phim quay chậm lại cái lúc bạn đã đạt được mục tiêu của mình nhờ cái kỹ năng này. Sau đó mỗi khi bạn chuẩn bị học, hãy dành ra 1-2 giây để nhớ lại, gợi nhớ lại những cái hình ảnh đó. Nếu như bạn cứ tiếp tục làm như vậy thì bạn sẽ tiếp thu những thông tin học của mình một cách nhiều hơn và học nó một cách nhanh hơn rất là nhiều. Vừa rồi là 5 quy tắc mà tôi sử dụng để học và rèn luyện các kỹ năng mới của mình. Bạn hãy nhớ rằng khả năng học của con người là vô hạn. Chỉ có niềm tin của bạn là đang hạn chế cái tiềm năng của bạn lại mà thôi. Nếu như bạn tin rằng bạn không thể học, hay nói cách khác là bạn có cái niềm tin thất bại, thì bạn cần phải thay đổi cái niềm tin của mình trước, bởi đó là chìa khóa để bạn đánh thức năng lực thực sự của mình. Tôi sẽ để đường link của video nói về các năng lực hạn chế mà bạn có thể gặp phải ở phía dưới của video này. Và bạn hãy xem mình đang gặp vấn đề ở đâu. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả, và đừng quên comment suy nghĩ của bạn vào phía dưới video này và chia sẻ với những người bạn quan tâm như cách tôi đang chia sẻ với bạn. Hãy nhấn like và chọn xem đầu tiên để nhận thông báo về những kiến thức mới mỗi ngày. Hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng mai. Xin chào. Giao tiếp để mở rộng các mối quan hệ chưa bao giờ là việc dễ dàng, và nó lại càng khó khăn hơn nếu bạn là người hay ngại ngùng hoặc là dễ xấu hổ. Hay nói cách khác, bạn là người sống nội tâm, giống như tôi. Nếu bạn luôn mong muốn rằng mình có được sự tự tin để gây ấn tượng trước đám đông, hoặc là tạo được sự chú ý với người khác bằng những câu chuyện phiếm bên lề, thì video ngày hôm nay là dành cho bạn. Và đây là những cách mà tôi sử dụng để cải thiện chính bản thân của mình, bởi vì tôi cũng là một người sống hướng nội. Xin chào các bạn, tên tôi là Duy Nguyễn, tôi là một business coach. Tôi làm những video này vì tôi muốn giúp các bạn có những kiến thức cơ bản về kinh doanh và khởi nghiệp trước khi bắt đầu để tránh những thất bại không đáng có. Hãy cùng chia sẻ những thông tin này tới những người bạn quan tâm. Thứ nhất, đừng sợ hãi khi gặp gỡ người khác. Việc đầu tiên bạn cần làm đó là khi bạn gặp một ai đó lần đầu tiên thì hãy chào hỏi một cách bình thường, giới thiệu đơn giản về bản thân của bạn và tỏ ra rằng bạn cũng muốn biết một chút về đối phương của mình. Nếu như bạn ở trong một hội nghị hoặc một sự kiện nào đó có đông người thì hãy nói chuyện với người tổ chức để giúp cho bạn tìm kiếm một ai đó dễ tạo dựng một mối quan hệ và giới thiệu bạn với người đó. Khi vừa được giới thiệu rồi thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn để bắt đầu cuộc nói chuyện với họ, thay vì là trực tiếp tiếp cận họ một cách đột ngột. Điều này sẽ khiến cho cả hai cùng lúng túng, và đặc biệt là bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn rất là nhiều. Tất nhiên là không phải lúc nào bạn cũng tìm kiếm được một người có thể giúp bạn giới thiệu bản thân của bạn tới người khác. Vậy thì hãy hít thở thật sâu và bước lên phía trước một mình thôi. Dù có thành công hay là thất bại trong việc tạo dựng các mối quan hệ đó, thì ít nhất bạn đã không bỏ lỡ đi cơ hội vì cái sự nhút nhát của mình. Điều thứ hai, hãy chuẩn bị sẵn những câu hỏi cho các tình huống cần phải giao tiếp. Không có bất cứ một cuộc đối thoại nào là có thể phát triển nếu thiếu đi các câu hỏi. Nếu bạn chỉ biết cách trình bày mà không biết cách đặt ra câu hỏi cho đối phương của mình, thì sớm muộn gì cái cuộc nói chuyện của bạn cũng trở nên nhàm chán và đi vào ngõ cụt, và bạn lại một lần nữa thất bại trong việc mở rộng cái mạng lưới quan hệ của mình. Những người hay ngại ngùng hay xấu hổ thì rất dễ bị lúng túng khi giao tiếp lần đầu tiên. Và cách tốt nhất là hãy chuẩn bị sẵn những câu hỏi trong đầu của bạn để có thể sử dụng khi lần đầu tiên tiếp cận với người khác. Tránh để trong cái tình trạng bản thân của bạn vì quá ngượng ngùng mà không biết phải nói tiếp điều gì. Bạn có thể đưa ra những câu hỏi rất đơn giản như là: công việc của anh chị là gì vậy? Hay là lý do gì mà anh, chị hay là bạn lại chọn cái ngành nghề đó? Hoặc là lúc rảnh rỗi thì bạn thường làm gì? Những câu hỏi rất bình thường nhưng lại là vị cứu tinh cho những người dễ ngượng ngùng khi bắt chuyện với người lạ và phát triển cái cuộc hội thoại của họ đi xa hơn. Và hãy nhớ rằng không đặt những câu hỏi đóng mà người kia chỉ cần trả lời có, không hoặc là đúng sai. Như vậy thì cuộc nói chuyện của bạn sẽ chấm dứt rất nhanh chóng. Điều thứ ba, sử dụng khả năng lắng nghe một cách phù hợp. Có một điểm lợi thế đối với những người hướng nội, ngại giao tiếp như là bạn và tôi, đó là chúng ta thường sẽ đặc biệt giỏi hơn về lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của những người khác. Tất nhiên là việc chỉ giỏi lắng nghe mà không thể nói năng giao tiếp tốt sẽ không thể khiến cho những người xung quanh bạn muốn bắt chuyện hay là kết bạn với bạn, hoặc là cũng không thể khiến cho bạn nổi bật lên giữa đám đông. Tuy nhiên, một khi bạn đã có thể phá bỏ được sự ngại ngùng và xấu hổ đó của mình để kéo người khác vào cái cuộc nói chuyện với bạn, thì cái khả năng lắng nghe và thấu hiểu đó lại chính là vũ khí mạnh nhất, điểm nhấn tốt nhất để họ ghi nhớ bạn rõ hơn. Lắng nghe chăm chú và đưa ra một vài lời quan tâm một cách phù hợp sẽ giúp cho bạn xây dựng và phát triển một mối quan hệ có ý nghĩa. Và bạn hãy nhớ rằng bản chất của con người là ích kỷ, ai cũng muốn được người khác lắng nghe suy nghĩ của mình. Điều thứ tư, đừng tiếc những lời ca ngợi người khác. Nếu bạn là người dễ ngượng ngùng hay xấu hổ và không thể giao tiếp trò chuyện hoạt bát, thì tại sao lại không dùng những cái lời khen có cánh trong những câu đối thoại ít hỏi của mình để tranh thủ gây ấn tượng với người khác một cách nhanh nhất?
Từ những lời khen nhỏ nhất cho tới những câu từ hoa mỹ, không có ai lại không muốn nghe người khác khen ngợi về bản thân của mình, đặc biệt là những người thành đạt, cái đối tượng bạn muốn có để mở rộng mạng lưới quan hệ. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng những cái lời khen đó của bạn nghe phải thật chân thành, chứ không có quá khiên cưỡng và giả tạo. Hãy nghĩ kỹ về những lời khen đó trước khi nói ra để tìm cái khoảnh khắc phù hợp và để cho chắc chắn rằng là bạn có thể nói ra một cách tự nhiên nhất. Nếu bạn cảm thấy rằng mình không muốn nói ra, vậy thì hãy giữ cái lời khen đó lại để tránh gây ra sự lúng túng cho cả hai bên. Thứ tư, không đưa ra bất kỳ lời khuyên gì nếu như không được hỏi. Có rất nhiều chủ đề hay câu chuyện mà bạn có thể nói tới khi bắt chuyện với người khác lần đầu tiên. Giống như những gì tôi đã chia sẻ với các bạn ở trên, đó là những câu hỏi bình thường hoặc là những lời khen ngợi. Hoặc nếu bạn quá ngượng ngùng không biết nói gì thì có thể lắng nghe người khác. Nhưng hãy nhớ, tuyệt đối tránh đưa ra lời khuyên cho đối phương nếu như họ không hỏi bạn. Không ai muốn ngay từ lần gặp đầu tiên mà đi bị người khác khuyên bảo. Và nếu bạn muốn tạo ra ấn tượng tốt để xây dựng một mối quan hệ bền vững và ý nghĩa lâu dài thì tránh hoàn toàn việc đưa ra lời khuyên đối với người khác, trừ khi họ muốn hỏi bạn hoặc muốn xin lời khuyên từ chính bản thân của bạn. Nếu như trong vô thức bạn lại nghĩ tới những câu nói như là bạn nên làm thế này, không nên làm thế kia, hoặc là nếu tôi là bạn thì tôi sẽ làm như vậy, vân vân, thì phải ngay lập tức dừng ngay lại. Đừng có tự phá bỏ hình ảnh của mình khi mà bạn còn chưa thực sự gây ấn tượng được với đối phương của bạn. Điều thứ 6, mang theo một người bạn đi cùng. Mỗi khi đi tới những nơi đông người, như là một sự kiện hay là hội nghị, hay đơn giản chỉ là một bữa ăn tối với nhiều người lạ chẳng hạn, thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nếu như đi chung với một người bạn thân thiết của mình. Người bạn đó sẽ giúp cho bạn bớt cảm thấy lạc lõng khi bạn cảm thấy quá nhút nhát hoặc là tự ti để mở lời bắt chuyện với bất kỳ ai. Và thậm chí, một người bạn hoạt ngôn thì sẽ giúp cho bạn trong việc giới thiệu bạn tới những người xung quanh. Trong trường hợp mà không thể tìm được ai đó đi cùng với mình, thì hãy cố gắng tìm một người đồng hành ngay tại đám đông đó. Có một người ở bên cạnh để tương tác, dù là những điều đơn giản nhất, cũng sẽ giúp cho bạn bớt cảm giác sợ hãi và tự ti khi bị lạc lõng trong một đám đông xa lạ. Và điều cuối cùng, hãy nhớ rằng bạn không phải là người duy nhất thấy ngượng ngùng trong đám đông đó. Có thể bạn thấy rằng mình là người hướng nội và dễ ngượng ngùng nhất trong bàn mà mình đang ngồi. Nhưng ở góc khác của căn phòng hay chỉ là phía bàn bên kia mà thôi, chắc chắn rằng có một ai đó cũng đang lo lắng và bồn chồn y như bạn vậy. Vậy thì thay vì ngồi yên một chỗ, sợ hãi và xấu hổ, thì hãy đứng lên, đi lại và cố gắng bắt đầu một cuộc trao đổi, một cuộc đối thoại với bất kỳ ai. Có thể là người đó sẽ không thích bạn cho lắm, có thể là họ cũng không để tâm lắm tới bạn đang nói gì và cuộc nói chuyện đó chẳng đi tới đâu. Nhưng đó là cái cơ hội để bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện với bất kỳ một người nào đó và từ đó xây dựng cho mình một mối quan hệ vững chắc, mở rộng cái mạng lưới kết nối của mình. Việc mở rộng mạng lưới quan hệ không chỉ phụ thuộc vào việc bạn có hướng ngoại, có hoạt ngôn hay không, mà đó là việc xây dựng những mối quan hệ bền vững dựa trên sự tin tưởng, chân thành và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu bạn là người hay ngượng ngùng, hay tự ti, dễ xấu hổ và bạn cảm thấy đang khó khăn trong việc tiếp xúc với người lạ để bắt đầu những mối quan hệ mới, thì tôi hy vọng rằng cái video ngày hôm nay phần nào đó sẽ giúp bạn thoải mái và dễ dàng hơn khi tiếp cận với người khác, xây dựng và phát triển mạng lưới kết nối của mình. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và đừng quên comment suy nghĩ của bạn vào phía dưới của video này và chia sẻ với những người bạn quan tâm như cách tôi đang chia sẻ với bạn. Hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng mai. Xin chào! Bạn có một thú vui, một đam mê cho cuộc sống mà bạn nghĩ là có thể biến nó để trở thành một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo và mang về lợi nhuận cho bạn. Hôm nay tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi liệu bạn có thể biến đam mê của mình thành lợi nhuận hay không? Xin chào bạn, tên tôi là Duy Nguyễn, tôi là một business coach. Tôi làm những video này vì tôi đơn thuần là muốn giúp bạn có những kiến thức cơ bản về kinh doanh, đặc biệt là các kỹ năng về bán hàng, marketing và khởi nghiệp trước khi bắt đầu để tránh những thất bại không đáng có. Hãy trao đổi trực tiếp với tôi những băn khoăn của bạn và chia sẻ những thông tin này tới những người bạn quan tâm như cách tôi đang chia sẻ với bạn. Có một lời khuyên rất phổ biến mà tôi chắc chắn rằng là bạn đã nghe qua ít nhất một lần. Đó là hãy làm những công việc mà mình yêu thích và thành quả chắc chắn sẽ tới. Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc là sẽ biến những cái điều mà mình đam mê, những thú vui của mình trở thành một cơ hội kinh doanh để kiếm tiền hay chưa? Nếu mà bạn làm được như vậy thì cái phần thưởng bạn có thể nhận được không chỉ là thu nhập thêm cho bản thân của bạn, cho gia đình của bạn mà còn là cái niềm vui và sự thoải mái khi được làm việc thay vì sự gượng ép và khó chịu như là khi bạn đang đi làm thuê cho người khác. Vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 câu hỏi để giúp bạn đánh giá lại xem là bản thân bạn có phù hợp với việc theo đuổi ước mơ kiếm tiền của mình dựa trên đam mê hay sở thích của mình hay không. Câu hỏi thứ nhất, đam mê của bạn có khiến người khác sẵn sàng trả tiền cho bạn hay không? Bạn hãy để ý nhé. Ngay từ câu hỏi đầu tiên, tôi đã không hề hỏi xem đam mê của bạn là gì, mà thay vào đó là tôi muốn bạn đưa ra một câu trả lời để xác định được xem cái đam mê của bạn có giúp ích được cho người khác hay không, hay chỉ là cho riêng của bản thân bạn mà thôi. Nếu như niềm đam mê của bạn có thể giúp được cho những người khác giải quyết một vấn đề nào đó, hoặc là tạo ra một sản phẩm nào đó mà người khác muốn có và sẵn sàng trả tiền để có nó, ví dụ như là
trồng bonsai hoặc là tạo ra những cái sản phẩm độc đáo để giúp tiết kiệm thời gian hoặc là chi phí chẳng hạn, thì bạn mới có thể dùng nó như là một cơ hội để mở một doanh nghiệp. Có rất nhiều niềm đam mê mà bạn nghĩ là có ích cho người khác nhưng mà chưa hẳn đã khiến cho khách hàng bỏ tiền ra cho bạn. Ví dụ như là bạn sáng chế ra những thứ rất là lạ mắt chẳng hạn, người khác có thể thấy rất là thích thú khi mà nhìn thấy chúng, nhưng mà họ sẽ không bỏ tiền ra mua bởi vì nó chẳng mang lại cái lợi ích gì cho họ cả. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái ví dụ như vậy ở trong Thư Vụ Bạc Tỷ, Shark Tank, những chương trình mà có rất nhiều những nhà sáng chế tạo ra những vật dụng mà không ai cần thiết. Câu hỏi thứ hai, bạn có thực sự nắm bắt và am hiểu về lĩnh vực mình đam mê hay không? Bạn cần phải nhớ rằng, đó là khi đưa đam mê của bạn thành một kế hoạch kinh doanh thì đó chỉ là một ý tưởng. Và để biến nó thành một mô hình kinh doanh thì bạn bắt buộc phải bổ sung được những kiến thức kinh doanh và các kỹ năng cần thiết như là bán hàng, quảng cáo, quản lý kho bãi, nhân sự v.v. Điều này có nghĩa là bạn cần phải có cái sự hiểu biết tốt về thị trường mà bạn định nhắm tới. Tôi lấy ví dụ, nếu đam mê của bạn là làm ra những chậu bonsai độc đáo, vậy thì bạn phải hiểu rõ được đối tượng khách hàng của bạn là ai, thị trường của bạn ở đâu, bạn cần những gì để có thể kinh doanh được và nó có khả năng mở rộng được hay không. Đã nói tới kinh doanh thì chúng ta phải nghĩ tới khả năng mở rộng của nó. Còn nếu bạn nghĩ là chỉ làm một vài cây rồi bán cho người này người kia, người quen gia đình của bạn để kiếm thêm một chút tiền thì đó không phải là kinh doanh, đó vẫn chỉ dừng lại ở một thú vui của bạn mà thôi. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu với một quy mô nhỏ để học dần các kinh nghiệm kinh doanh đó. Với thời buổi như hiện nay thì bạn hoàn toàn có thể đăng tải các sản phẩm của mình lên trên mạng xã hội và rồi xem phản hồi của khách hàng như thế nào và từ đó mình điều chỉnh và phát triển một cách từ từ và dần dần. Đó cũng chính là lý do vì sao mà tôi thường khuyên những cái bạn mà chưa có kinh nghiệm khởi nghiệp, đó là đừng có đầu tư lập tức lớn ngay từ ban đầu, có thể gặp rất nhiều rủi ro mà bạn chưa có kinh nghiệm để trải qua và giải quyết. Hãy phát triển một cách từ từ, chậm nhưng chắc. Bạn hãy nhớ rằng là những người làm chủ được kiến thức và kỹ năng trong cái việc mà họ đang làm thì luôn tiến xa hơn so với những người khác. Họ thậm chí có thể sáng tạo hơn, tìm tòi ra những cái điều mới hoặc là truyền cảm hứng cho những người khác cùng đam mê trong lĩnh vực đó và từ đó họ sẽ tìm ra những cơ hội tốt hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều. Câu hỏi thứ ba, bạn muốn làm vì đam mê hay chỉ vì muốn kiếm thêm tiền? Nếu bạn chưa từng kinh doanh thì một lời khuyên của tôi đối với bạn đó là hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần vững chắc và một sức khỏe tốt, bởi vì đó là một chặng đường rất dài, rất vất vả và rất nhiều cảm xúc. Vậy cái câu hỏi đây đó là bạn muốn theo đuổi cái đam mê đó vì đơn thuần là bạn muốn kiếm tiền từ nó hay là do bạn muốn đưa cái đam mê của mình được lan tỏa tới những người khác? Nếu bạn chỉ muốn kiếm tiền thì có thể điều đó sẽ làm giảm cái giá trị của mô hình kinh doanh của bạn lại, giảm cái tầm nhìn cũng như là cái mục đích của bạn lại. Còn một khi bạn đã yêu thích công việc mà bạn đang làm thì bạn có thể sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn 100% khả năng của bạn cho nó. Cái niềm đam mê đó sẽ giúp cho bạn không ngừng sáng tạo, kiên trì và ngày càng hoàn thiện bản thân. Và nó sẽ tạo ra cái nguồn sức mạnh rất lớn để thôi thúc bạn không ngừng cố gắng làm việc và từ đó thu được lợi nhuận. Bạn hãy nhớ rằng, thành công sẽ đến với những người kiên trì với đam mê của mình bất chấp mọi nghịch cảnh và biến động ở xung quanh. Câu hỏi thứ tư, bạn có thực sự hiểu về việc kiếm tiền? Nếu như mục tiêu của bạn là nâng cao thu nhập của bản thân mình lên, thì bạn phải tìm hiểu và học hỏi những kiến thức làm thế nào để tăng thêm thu nhập. Nhiều người đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm nhưng vẫn không thể kiếm được nhiều tiền bởi vì họ coi thường, họ không chịu tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân hay là tài chính doanh nghiệp. Bạn hãy nhớ rằng, đam mê là một phần của việc đi trên con đường hướng tới thành công. Ngoài ra bạn còn phải hiểu cách tiêu tiền một cách không phung phí và đầu tư một cách tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với mức sống và mức thu nhập của bạn. Hãy tham gia những khóa học ngắn hạn, đọc thêm nhiều sách về tài chính và học hỏi thêm từ những người thành công mà bạn luôn ngưỡng mộ. Câu hỏi thứ 5, bạn có đủ quyết tâm cho những điều bạn muốn làm? Sự sợ hãi chính là cái trở ngại lớn nhất đang cản trở bạn theo đuổi ước mơ của chính mình. Bạn cứ luôn nghĩ mãi về việc mình thiếu tiền, thiếu thời gian, thiếu nhân sự. Nhưng mà thực chất đằng sau những cái sự thiếu đó mà bạn đang dùng nó như một cái lời bào chữa chính là cái nỗi sợ thất bại, sợ bị từ chối. Những cái nỗi sợ này đang giữ cho bạn không thể nhúc nhích được khỏi cái vị trí mà bạn đang đứng đó. Điều gì đã khiến cho bạn đã theo đuổi, đã đam mê từ rất bao nhiêu lâu nay, từ rất lâu nay rồi nhưng lại luôn lưỡng lự không dám bước tiếp? Nếu như bạn vẫn thấy ngần ngại và không đủ tự tin vào chính mình thì hãy chia cái quãng đường đó thành những bước nhỏ và đi một cách từ từ. Nhưng phải đảm bảo rằng bạn vẫn luôn sẵn sàng và không được bỏ cuộc. Tôi biết rất nhiều người hiểu rất rõ về đam mê của mình nhưng lại thất bại và sau đó thất vọng trên con đường biến đam mê của mình thành lợi nhuận. Chính vì thế, tôi muốn bạn hãy xem xét và đánh giá thật kỹ lưỡng bản thân của mình, đam mê của mình và thậm chí là cái hoàn cảnh hiện tại của bạn nữa. Hy vọng rằng với cái video ngày hôm nay thì bạn sẽ cảm thấy rõ ràng hơn về con đường kiếm tiền từ đam mê của bạn. Nếu như bạn làm điều bạn thích thì hãy cẩn thận, hãy kiên trì và bền bỉ. Thành quả tốt đẹp chắc chắn sẽ không còn xa đối với bạn. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và đừng quên comment suy nghĩ của bạn vào phía dưới của video này và chia sẻ nó với những người bạn quan tâm như cách tôi đang chia sẻ với bạn.
hãy nhấn like và chọn xem đầu tiên để nhận thông báo về những kiến thức mới mỗi ngày. Hẹn gặp lại. Xin chào. Sự trì hoãn hay chần chừ, procrastination, là một trong những điểm yếu lớn nhất và phổ biến nhất của rất nhiều người. Một trong những lý do mà khiến nhiều người không thể vượt qua được chính mình để chiến thắng cái sự trì hoãn của bản thân. Đó là do chúng ta có thể nghĩ ra được rất nhiều lý do để biện minh cho sự chần chừ đó. Và hôm nay tôi sẽ nói với các bạn 8 lý do lớn nhất của sự trì hoãn mà các bạn phải vượt qua. Lý do thứ nhất, bạn là người cầu toàn. Bạn luôn mong muốn mọi việc mình làm ra đều có kết quả hoàn thiện và hoàn hảo. Bạn muốn mọi thứ diễn ra một cách trôi chảy và không có bất cứ một sai lầm hay một lỗi nhỏ nào cả. Bạn có suy nghĩ đó là bởi bạn là một người luôn hướng tới sự hoàn hảo, một người cầu toàn trong công việc. Chính vì vậy, rất dễ để bạn chần chừ khi làm một cái việc gì đó nếu bạn cảm thấy có thể mắc lỗi hay làm lộ ra điểm yếu của mình. Nỗi sợ này là có thật và rất phổ biến. Và đó là lý do vì sao mà rất nhiều người trì hoãn những cái việc trọng đại đối với họ sang những ngày tiếp theo cho tới khi họ bị dồn vào đường cùng. Nếu bạn cảm thấy mình là một người cầu toàn và vì thế mà mọi việc của bạn bị chậm lại thì hãy thay đổi lại tư duy của mình rằng có những thứ không cần phải quá hoàn hảo. Lý do thứ hai, bạn lo sợ về những điều ngoài dự đoán có thể xảy ra. Hãy thử nghĩ xem bạn có bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này hay chưa? Bạn nhìn thấy một khối thịt nhỏ nhô ra trên cánh tay hoặc một phần nào đó cơ thể và bạn lo lắng tưởng tượng ra nhiều thứ. Bạn bắt đầu suy nghĩ và sợ rằng bạn có thể mắc bệnh ung thư và từ chối đi bác sĩ để kiểm tra. Bạn lặng lẽ hy vọng rằng nó sẽ tự biến mất như là không có điều gì xảy ra cả. Nghe có vẻ là khá quen thuộc phải không ạ? Đó là bởi đôi khi chúng ta chần chừ hành động vì chúng ta lo sợ điều tồi tệ có thể xảy ra sau cái hành động đó. Trên thực tế, nếu bạn lảng tránh giải quyết cái việc đó thì thường là sau một thời gian, hậu quả của việc không thực hiện việc đó sẽ càng lớn hơn cho tới lúc vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn. Chính vì vậy mà các bác sĩ luôn đưa ra lời khuyên rằng bạn nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để tránh trường hợp phát hiện ra khi vấn đề đã quá muộn. Bài học cho chúng ta ở đây đó là kiến thức là sức mạnh. Ngay cả khi bạn phải nhận tin xấu thì nếu bạn có thể biết tin đó càng sớm càng tốt thì bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội, nhiều khả năng vượt qua tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Lý do thứ ba, bạn tự hứa sẽ hoàn thành công việc vào một lát nữa hoặc ngày mai. Để mai tính là một câu nói rất phổ biến và thậm chí còn được dựng thành phim. Và khi bạn nói một lát nữa làm thì đó có thể là một vài giờ nữa, một vài ngày nữa hoặc một lúc nào đó bạn có thời gian. Chắc hẳn bạn cũng rất quen với câu nói này. Điều đáng tiếc ở đây đó là khi bạn nói tính ngày mai hoặc là lát nữa thì những gì bạn tưởng tượng về thời điểm đó trong tương lai lại hoàn toàn trái ngược so với cái thực tế của bạn khi bạn thực sự ở vào thời điểm đó. Bạn tự nói với mình rằng là giờ đang bận việc khác để mai rảnh sẽ làm. Và bạn nghĩ rằng ngày mai của bạn, bạn sẽ rảnh. Nhưng trên thực tế thì ngày mai của bạn, bạn sẽ lại như ngày hôm nay, sẽ không thể tìm được chút thời gian nào cho cái việc cần làm đó và tiếp tục lặp lại cái câu nói để mai tính. Bởi lẽ tại thời điểm ngày mai đó của bạn, bạn sẽ lại dành sự ưu tiên nhiều hơn cho những việc của ngày mai. Tư duy của con người có một đặc điểm, đó là chúng ta thường đưa ra cái quyết định cho những việc có ảnh hưởng tới ngắn hạn hoặc ngay tức thời hơn là những việc có ảnh hưởng trong dài hạn. Bạn chưa tới thời hạn phải nộp báo cáo có nghĩa rằng cái bản báo cáo này chưa ảnh hưởng gì tới bạn tại thời điểm hiện tại. Và vì vậy bạn vẫn quyết định gác nó sang một bên để làm việc khác cho tới lúc bạn nhận ra rằng chỉ còn 2 tiếng nữa là phải nộp báo cáo và mới thực sự bắt tay vào làm. Điều này được thấy rất rõ ở sinh viên và học sinh luôn làm bài tập vào phút chót. Hầu hết thì mọi người đều dành quá nhiều thời gian vào việc lo cho những vấn đề hiện tại và không dành thời gian để nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra trong tương lai nếu họ không hành động từ bây giờ. Lý do thứ tư, bạn tập trung vào những việc dễ dàng hơn. Lý do này thì rất dễ để nhận ra nhưng cũng rất dễ mắc phải. Chúng ta luôn có một cái hệ thống lọc với nhiều tiêu chuẩn khác nhau để lựa chọn xem nên làm việc gì trước hay nên làm việc gì sau. Và thường chúng ta sẽ làm những cái việc nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ví dụ như là check email, tổng hợp một số hóa đơn chứng từ đơn giản để nộp cho kế toán hoặc là bàn bạc với đồng nghiệp về một vấn đề gì đó thay vì làm những cái việc phức tạp hơn như là chuẩn bị bảng phân tích báo cáo hoặc là chuẩn bị slide thuyết trình cho buổi họp tới đây chẳng hạn. Có một điều rất thú vị, đó là những việc dễ làm hơn đó cũng vẫn tạo cho chúng ta cái cảm giác bận rộn. Và khi người ngoài nhìn vào thì họ cũng nhận thấy rằng là chúng ta đang luôn chân luôn tay và chúng ta cũng sẽ tự cảm thấy rằng là mình đang hoàn thành được rất nhiều việc. Nhưng thực ra đó chỉ là một hình thức trá hình khác của sự trì trệ. Những nhiệm vụ nhỏ dễ làm thường mang lại chúng ta cái cảm giác hoàn thành công việc nhanh chóng hơn. Chính vì vậy mà những việc phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn thường cũng khó để bắt đầu hơn. Bộ não của chúng ta sản sinh ra một loại hormone gọi là dopamine tạo ra cái cảm giác hưng phấn khi hoàn thành một việc gì đó, dù là nhỏ nhất. Chính điều này làm cho chúng ta bị cuốn hút vào cái guồng máy để tạo ra dopamine một cách nhanh chóng như những con nghiện và tránh né khỏi những cái thứ phải tốn nhiều công sức và năng lượng mới tạo ra được sự hưng phấn tương tự. Đó chính là lý do vì sao mà chúng ta chần chừ khi phải làm những việc phức tạp hơn. Vừa rồi là 4 trong số 8 lý do chính gây ra cái sự trì trệ và chậm trễ của con người. Đây là kẻ thù số 1 đối với bất kỳ ai muốn vươn tới thành công.
Chúng ta sẽ quay lại với 4 lý do còn lại trong video ngày mai. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Và đừng quên chia sẻ thông tin này tới những người bạn quan tâm. Xin chào. Xin chào các bạn đã quay trở lại với phần 2 của 8 lý do chính gây ra sự trì trệ và trì hoãn của chúng ta. Nếu bạn hiểu được nguyên nhân vì sao mình lại luôn để công việc lại phía sau cho tới khi quá muộn, thì bạn sẽ tìm ra cách khắc phục cho chính mình. Và sau đây là 4 lý do khác của sự trì trệ. Lý do thứ 5, bạn không có đủ động lực để làm việc. Đã bao giờ bạn cảm thấy rằng cuộc sống luôn có những chuyện xảy ra không theo ý muốn của bạn, khiến bạn không có động lực để làm bất cứ điều gì cả? Tôi chắc chắn rằng là nhiều bạn có cái suy nghĩ đó trong đầu. Có rất nhiều nguyên nhân của việc bạn không có đủ động lực để làm việc. Ví dụ như bạn cảm thấy cơ thể nhức mỏi, hoặc bị căng thẳng stress, hoặc bạn phải hoàn thành những cái việc khác nữa ngoài việc bạn cần phải làm, hoặc là có những việc đột xuất tự nhiên xảy ra, hay là do bạn bị thiếu tự tin, không có ý tưởng mới, hay không rõ mục đích của mình, vân vân. Bạn hãy tin rằng bạn không phải là người duy nhất cảm thấy những điều đó. Lý do chính mà con người thường cảm thấy thiếu động lực đó là do chúng ta không tìm thấy được giá trị cho mình khi hoàn thành công việc mà bạn muốn làm. Chính vì vậy, cái bài học ở đây đó là nếu bạn có thể tìm ra cách để kết nối nhiệm vụ của bạn cần làm với những việc mà bạn có hứng thú hoặc là phù hợp với mục tiêu của bạn, mục đích của bạn, thì bạn sẽ có thêm động lực để thực hiện. Lý do thứ 6, bạn không biết bắt đầu từ đâu. Bạn thường cảm thấy chần chừ khi phải đương đầu với những nhiệm vụ phức tạp, khó làm hoặc là tốn nhiều thời gian hơn. Đó là bởi vì bạn không biết nên bắt đầu từ đâu, làm bằng cách nào hay làm thế nào cho đúng. Chính vì vậy, bạn không thể bắt tay vào làm và quyết định trì hoãn cho tới lúc khác. Đôi lúc, đó là do bạn cảm thấy bị choáng ngợp bởi những cái bước đi, những cái nhiệm vụ phải hoàn thành. Cách tốt nhất để bạn vượt qua được cái sự trì trệ trong tình huống này, đó là bạn cần chia nhỏ những cái nhiệm vụ phức tạp thành những nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ hoàn thành hơn và bắt đầu làm từng việc một. Lý do thứ 7, bạn thường xuyên bị mất tập trung. Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển như ngày nay, thì chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thứ dễ gây mất tập trung, như là email, tin nhắn, thông báo điện thoại, hay là họp hành, rồi những việc nhỏ nhất như là dọn dẹp bàn làm việc, vân vân, rất nhiều thứ. Có một giải pháp đơn giản, đó là bạn hãy thiết lập cho mình một không gian làm việc mà có thể giảm tối đa những cái cám dỗ gây mất tập trung như vậy. Ví dụ như là hãy xóa những cái phần mềm ứng dụng, những cái trang web hay khiến bạn dành nhiều thời gian vào đó. Thậm chí là nếu không cần thiết thì có thể là ngắt internet, tháo pin điện thoại, đeo tai nghe chống ồn hoặc là khóa cửa phòng, treo biển, tránh làm phiền. Bạn có thể sáng tạo ra rất nhiều cách dựa trên những thứ bạn thường xuyên bị gây mất tập trung. Lý do sau cùng, lý do thứ 8, bạn không có đủ thời gian. Đây là một lời biện bạch khá phổ biến cho sự trì trệ. Bạn lên kế hoạch cho một nhiệm vụ nào đó, tuy nhiên có nhiều thứ khác trong cuộc sống xảy ra và bạn phải giải quyết, dẫn tới bạn không có đủ thời gian cho nhiệm vụ cần làm kia. Vì vậy, bạn quyết định tự gia hạn cho mình thêm thời gian và hoàn thành vào một dịp khác. Có hai cách để giải quyết vấn đề này. Một là điều chỉnh lại cách bạn lên kế hoạch và đặt thời hạn cho nhiệm vụ của mình. Bạn có thể thay vì đặt cho mình cái mục tiêu hoàn thành trong một tuần thì hãy đặt mục tiêu dành một tiếng một ngày để làm việc đó. Như vậy bạn có thể sắp xếp được các cái việc khác phát sinh vào quỹ thời gian còn lại trong ngày và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ mà bạn đặt ra. Thứ hai là dù bạn còn ít thời gian thật thì bạn vẫn cứ làm điều gì đó theo kế hoạch của mình, dù chỉ là hoàn thành một phần của nhiệm vụ. Điểm mấu chốt ở đây đó là khi bạn làm được một chút gì đó thì bạn sẽ có cảm giác hoàn thành và làm tăng động lực để tiếp tục hoàn tất, thay vì bạn lại lùi lại toàn bộ vào một dịp khác. Như vậy là chúng ta đã nói về 8 lý do chính của việc trì trệ và trì hoãn. Tôi hy vọng rằng bạn đã nhận ra vấn đề của mình ở đâu và tìm ra cách khắc phục trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào! Nếu bạn là một người dễ mất bình tĩnh, bạn dễ hoảng sợ và lo lắng trong những lúc phải đối mặt với những tình huống xảy ra ngoài ý muốn, hay nói cách khác là bạn không giữ được bình tĩnh trong những lúc khủng hoảng, vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 8 bí quyết để vượt qua những cuộc khủng hoảng đó một cách nhẹ nhàng và chuyên nghiệp nhất. Xin chào bạn, tên tôi là Duy Nguyễn. Tôi là một huấn luyện viên kinh doanh. Tôi làm những video này vì tôi đơn thuần là muốn giúp bạn có những kiến thức cơ bản về kinh doanh, đặc biệt là các kỹ năng về bán hàng, marketing và khởi nghiệp trước khi bắt đầu để tránh những thất bại không đáng có. Hãy trao đổi trực tiếp với tôi những băn khoăn của bạn và chia sẻ những thông tin này tới những người bạn quan tâm như cách tôi đang chia sẻ với bạn. Bí quyết thứ nhất, hãy phản ứng chậm lại. Nếu như có thể thì bạn hãy cố gắng không phản ứng ngay lập tức trước bất kỳ chuyện gì xảy ra. Thay vào đó thì hãy kiên nhẫn một chút và cố gắng tìm hiểu, thu thập mọi thông tin có thể liên quan tới tình huống mà bạn đang gặp phải. Hãy thử suy đoán xem liệu rằng trong vòng 1 năm tới thì cái tình huống mà đang xảy ra đó tại thời điểm hiện tại đó có thể để lại cái hậu quả gì hay không. Và nếu như câu trả lời là có, vậy thì hãy cố gắng loại bỏ bản thân của bạn ra khỏi tình huống đó một cách từ từ.
Thêm vào đó thì hãy đặt mình vào vị thế của một người đang quan sát từ bên ngoài, một người ngoài cuộc để suy nghĩ về cái cách giải quyết. Và khi đó bạn sẽ có được một cái nhìn toàn cảnh hơn, bao quát hơn và sẽ đưa ra được những quyết định sáng suốt hơn mà bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc rối loạn và cái sự sợ sệt đang diễn ra trong tâm trí của bạn. Bí quyết thứ hai, hãy suy nghĩ một cách tích cực. Bạn hãy nhớ rằng khi bất kỳ một tình huống căng thẳng nào xảy ra thì đầu óc của bạn sẽ suy diễn theo hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn cái hướng khác nhau và rất nhiều những kết quả tiêu cực sẽ hiện lên trong tâm trí của bạn, dọa cho bạn càng cảm thấy sợ hãi hơn. Suy nghĩ của bạn mà càng lan man bao nhiêu thì bạn sẽ càng khó để giữ bình tĩnh bấy nhiêu. Hãy dừng ngay cái việc tưởng tượng ra những cái tình huống, những diễn biến xấu nhất có thể xảy ra đối với bạn. Hãy loại bỏ và thay thế những cái suy nghĩ tiêu cực đó bằng việc cố gắng nghĩ tới những cái hướng giải quyết tốt hơn, giúp bạn có thể gỡ rối được cái tình huống, những vấn đề đang cản trở bạn tại thời điểm hiện tại. Nếu không thì bạn sẽ mãi mãi đắm chìm trong cái sự sợ hãi và hoảng loạn đó từ cái trí tưởng tượng rất phong phú của chính bạn. Bí quyết thứ ba, không bao giờ đặt ra câu hỏi nếu như. Theo quan điểm của tôi thì cái câu hỏi tồi tệ nhất mà bạn có thể tự đặt ra cho mình hoặc là đi hỏi những người khác chính là nếu như. Ví dụ như là nếu như bạn bị trễ nộp bản báo cáo cuối kỳ cho sếp chẳng hạn vì một cái lý do nào đó, lúc đó rất nhiều người sẽ tự đặt ra cái câu hỏi trong đầu của mình như là nếu như sếp nổi nóng hoặc và đuổi việc mình thì sao, hoặc nếu như sếp sẽ chọn một người khác, một nhân viên khác để thay thế mình, thay thế cái vị trí của mình thì như thế nào, vân vân. Và thường ngay sau đó thì một loạt các cái viễn cảnh sẽ xảy ra trong đầu của bạn như là nếu vậy thì cuối tháng này thì mình sẽ bị trừ lương, rồi thì nếu vậy thì mình sẽ trả tiền nhà kiểu gì, và nếu như vậy thì tương lai của mình sẽ ra sao, vân vân. Bạn bị hoảng loạn và rất nhiều thứ xảy ra trong cái tâm trí của bạn, trong cái trí tưởng tượng của bạn. Cái câu hỏi này gây ra cái sự hoảng loạn cho cả bạn và những người nghe thấy nó, và buộc bạn phải đi xử lý những cái vấn đề của những cái tình huống mà chưa chắc đã xảy ra, mà chỉ là cái phán đoán nhất thời của bạn mà thôi. Chỉ riêng cái câu hỏi này thôi ấy, đã gây rất nhiều cái áp lực rồi, rồi lại cộng thêm cái sự sợ hãi và rối loạn của chính bản thân của bạn sẽ lại làm càng căng thẳng thêm cái vấn đề mà đang cần phải giải quyết, mà chỉ dẫn bạn tới những cái quyết định sai lầm mà thôi. Thay vào đó thì hãy cố gắng sâu chuỗi các cái sự kiện lại một cách rõ ràng nhất, sáng suốt nhất để tìm ra cái hướng đi đúng đắn hơn. Bí quyết thứ tư, luôn chăm sóc bản thân của mình. Nếu như bạn luôn ưu tiên đặt cái vấn đề sức khỏe cá nhân của bạn lên trên hàng đầu thì bạn sẽ luôn ở trong cái trạng thái tốt nhất để đối mặt với bất kỳ một cuộc khủng hoảng nào. Và để làm được điều đó thì bạn cần phải ăn uống theo một chế độ cân bằng dinh dưỡng đủ, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc và đúng giờ. Tập thể dục sẽ giúp bạn làm giảm những cái hormone gây căng thẳng ở trong trí não của bạn và giúp cơ thể bạn luôn luôn đủ sức lực để có được cái hiệu quả làm việc một cách tốt nhất. Và bằng cách cải thiện sức khỏe của mình thì bạn sẽ làm tăng cái khả năng kiểm soát được trí nhớ rồi thì cảm xúc của bạn. Đây là những cái yếu tố rất quan trọng để giúp bạn ứng phó được mọi tình huống khẩn cấp xảy ra ở bất cứ lúc nào và tại thời điểm nào. Bí quyết thứ năm, hạn chế caffeine. Thường thì khi mà phải đối mặt với những tình huống quá căng thẳng thì bạn có xu hướng là tự tìm cho mình một ly trà, một tách cà phê hoặc là một lon nước tăng lực để mà làm giảm bớt căng thẳng, tập trung hơn và tỉnh táo hơn vào công việc. Tuy nhiên những cái chất caffeine có trong những cái đồ uống này ấy, có thể đánh lừa hệ thần kinh của bạn, giải phóng ra một chất gọi là adrenaline, mang lại cho bạn cái năng lượng và cái sức mạnh thể chất và tinh thần ngay lập tức tại thời điểm đó. Nhưng mà sau đó thì cơ thể của bạn sẽ nhanh chóng suy sụp, mệt mỏi, khó chịu và không còn khả năng để làm việc nữa. Chính vì vậy trong những trường hợp mà bạn cảm thấy mất bình tĩnh thì thay vì tự tìm cho mình một tách trà, một ly cà phê, lon nước ngọt hoặc là nước tăng lực chẳng hạn thì hãy uống nước vừa để lấy lại cân bằng và vừa cung cấp nước cho cơ thể của bạn. Bí quyết thứ 6, gọi cho một người bạn hoặc một người cố vấn đáng tin cậy. Lời khuyên của tôi đối với bạn đó là hãy tìm tới cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh, những người mà luôn luôn cổ vũ và muốn giúp đỡ bạn để xin một vài lời khuyên khi bạn phải đối mặt với những tình huống nghiêm trọng nhất, tình huống xấu nhất. Bạn hãy nhớ rằng là bất kỳ ai mà không bị ảnh hưởng trực tiếp về mặt cảm xúc trước những cái tình huống này thì sẽ có cái nhìn, những cái nhận thức về vấn đề một cách khách quan hơn và toàn diện hơn, giúp bạn tìm được cái giải pháp hiệu quả hơn so với chính bản thân của bạn. Và khi bạn tìm tới những cái người mà bạn tin tưởng và tôn trọng đó thì bạn sẽ cảm thấy vững vàng hơn. Cái sự an toàn về cảm xúc đó sẽ khiến bạn kiểm soát tốt hơn những cái lo lắng và sợ hãi của chính bản thân bạn. Và khi bạn tường thuật lại cái tình huống đó cho người nghe thì vô tình là bạn sẽ tự phân tích lại nó một cách sáng suốt hơn, chủ động hơn để tìm ra cái điểm mấu chốt và để tháo gỡ những cái vấn đề đó. Bí quyết thứ 7, hãy ngắt kết nối trong một thời gian ngắn. Nếu như có thể thì hãy kéo bản thân của mình lùi ra khỏi những cái tình huống nghiêm trọng đó, cho dù chỉ là một hoặc là hai tiếng ngắn ngủi mà thôi. Khi bạn đã dành cho mình đủ thời gian để mà phân tích và nhìn nhận lại cái tình huống đó một cách rõ ràng và sáng suốt hơn thì bạn sẽ có khả năng tìm được những cái giải pháp phù hợp hơn cho cái trường hợp đó.
thay vì là cứ ngồi im trong đó, trong sự hỗn loạn, sự sợ hãi mà không thể nghĩ ra được cái điều gì cả. Và bí quyết thứ 8, tập cho chính bản thân bạn những cái thói quen tránh khủng hoảng. Bạn hãy để ý lên một điều rằng, đó là khi phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp và căng thẳng, thì bạn thường phải dành thêm nhiều thời gian ở nơi làm việc, và thậm chí là còn không có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Và lúc đó bạn sẽ chẳng còn đoán được là cứ bao lâu hoặc là khi nào cái cuộc khủng hoảng khác sẽ lại ập tới đối với bạn. Nếu như vậy thì bạn sẽ luôn ở trong những cái tình trạng rối loạn, căng thẳng tột độ và sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần của bạn, gây ảnh hưởng đến những cái phán đoán và khả năng đưa ra quyết định một cách hợp lý và sáng suốt của chính bản thân bạn. Và để chuẩn bị cho bản thân của bạn luôn ở trong cái trạng thái tốt nhất để đối phó với những cơn khủng hoảng trong công việc hoặc là trong cuộc sống có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì hãy rèn luyện những cái thói quen giúp bạn tránh được khủng hoảng cho chính bản thân của mình. Đi bộ nhẹ nhàng hoặc là tập thể dục thường xuyên và bổ sung đầy đủ những cái dưỡng chất cho cơ thể của bạn đều là những thói quen rất tốt để giúp bạn sẵn sàng được bình tĩnh hơn, tăng được cái sức chịu đựng của trí não của bạn trong những tình huống mà quá căng thẳng, và sẽ có thêm nhiều năng lượng để giải quyết những cái vấn đề mà bất chợt có thể xảy ra trong công việc hoặc là trong cuộc sống. Bạn hãy nhớ rằng đó là tất cả những người tài giỏi nhất, những người thành công nhất dù ở bất kỳ lĩnh vực nào thì đều có một đặc điểm chung, đó là họ luôn giữ được cái sự bình tĩnh cho dù họ phải đối mặt với những cái tình huống khủng hoảng lớn tới mức nào. Họ đã tự xây dựng cho mình và giữ vững được cái tâm lý là luôn sẵn sàng trước mọi hoàn cảnh để không bao giờ bị rơi vào cái trạng thái hoảng loạn hay là sợ hãi cả. Tôi hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của tôi trong video ngày hôm nay thì bạn có thể học được cách để mà đối mặt với những tình huống căng thẳng trong cái tâm thế bình tĩnh nhất và luôn có khả năng phân tích và đưa ra những quyết định thật là sáng suốt. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả, và đừng quên comment suy nghĩ của bạn vào phía dưới của video này và chia sẻ tới những người bạn quan tâm như cách tôi đang chia sẻ với bạn. Hãy nhấn subscribe để đăng ký kênh YouTube của Coach Duy Nguyễn và chọn chuông thông báo để nhận thông báo về những video kiến thức mới nhất. Hẹn gặp lại. Xin chào. Bất kỳ ai trong chúng ta, dù có làm bất cứ ngành nghề nào hay ở vị trí nào, cũng không thể tránh khỏi những cái giây phút cảm thấy căng thẳng. Cuộc sống khó khăn khiến cho bạn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, khiến chúng ta stress, dễ dàng khiến cho bạn trở nên bị kích động hay đôi khi là thất vọng hoặc ủ rũ. Nếu như bạn để cái sự căng thẳng đó xâm chiếm tâm trí của mình, thì bạn sẽ dần trở nên chán nản và mất hết động lực trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Stress là điều bạn không thể tránh khỏi, nhưng hãy biến nó để trở thành một điều không quá tiêu cực, và bạn có thể thoải mái nếu gặp phải nó trong tương lai. Vì vậy, ngày hôm nay trong cái video này thì tôi sẽ nói với bạn 3 quy tắc vàng để bạn tránh để stress làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Xin chào, tên tôi là Duy Nguyễn, tôi là một business coach. Tôi làm những video này vì tôi đơn thuần là muốn giúp bạn có những kiến thức cơ bản về kinh doanh, đặc biệt là các kỹ năng về bán hàng, marketing và khởi nghiệp trước khi bắt đầu để tránh những thất bại không đáng có. Hãy trao đổi trực tiếp với tôi những băn khoăn của bạn và chia sẻ những thông tin này tới những người bạn quan tâm. Bí quyết thứ nhất, chấp nhận những điều không thể thay đổi. Bạn hãy nhớ rằng tất cả những điều đã từng xảy ra trong cuộc đời bạn tính tới giây phút này đều không thể thay đổi được nữa. Đó là điều của quá khứ, đều là những điều đã qua rồi, ngay cả khi nó vừa mới xảy ra vài giây trước thôi. Và việc cứ suy nghĩ mãi về những gì đã xảy ra trong quá khứ là cách bạn đang lãng phí thời gian và sức lực của chính mình. Cũng giống như vậy, khi bạn gặp phải người không tốt hoặc là những cái việc không may mắn, không tốt đã xảy ra đối với bạn thì sẽ khiến bạn luôn canh cánh trong lòng nhưng lại chẳng thể làm gì được. Việc lưu giữ hận thù, tìm cách đáp trả hay là nuôi dưỡng những cái ý nghĩ xấu để ganh đua, hơn thua đều là những chuyện phí phạm thời gian. Thay vào đó, hãy luôn ghi nhớ điều này. Việc bạn thành công chính là cách tốt nhất để trả thù cho bất cứ ai có ý đồ xấu đối với bạn. Bằng cách tha thứ cho những kẻ không tốt, dù có là ai hay là bất cứ việc gì, bạn sẽ có thêm thời gian để tập trung vào phấn đấu và hướng tới thành công bất chấp những cái lời gièm pha đó và sống một cuộc đời tốt đẹp, trọn vẹn từng phút giây. Còn những kẻ xấu mặt khác sẽ luôn sống trong cái bóng tối của sự hoài nghi rằng tại sao họ không thể nào cản đường được bạn. Bí quyết thứ hai, thay đổi những điều có thể thay đổi được. Nếu bạn không thể thay đổi được chuyện trong quá khứ, không thể thay đổi được suy nghĩ và hành động của những người xấu, thì bạn lại hoàn toàn có thể thay đổi được những chuyện sắp xảy ra và những cái suy nghĩ, hành động của chính mình. Bạn có thể thay đổi được phản ứng của mình đối với những chuyện đang xảy ra xung quanh bạn hoặc những gì người khác đang làm đối với bạn. Suy nghĩ và hành vi của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính bạn. Và tất cả những gì bạn nên làm đó là định hướng cho mình theo những cái điều tích cực của một kết quả tốt đẹp, thay vì đắm chìm bản thân của mình trong những tưởng tượng về sự thất bại. Một điều nữa tôi muốn nhắc tới chính là cái sự kiểm soát suy nghĩ và hành động tức thời của bạn. Bởi vì những gì bạn thường làm là một cái phản xạ theo thói quen trong tiềm thức.
Điều khôn ngoan trong mọi hoàn cảnh chính là không hành động hoàn toàn theo cảm xúc của mình. Trong mọi trường hợp, hãy chờ một chút cho tới khi lý trí của bạn lên tiếng, thay vì nuông chiều theo cảm xúc của mình. Sự căng thẳng trong những trường hợp như vậy là hoàn toàn có thể đẩy bạn tới những cái hậu quả tiêu cực. Và bí quyết thứ ba, tránh những cái điều khiến cho bạn cảm thấy khó chịu. Bạn hãy nhớ rằng, nếu trên con đường mà bạn đang đi có những điều khiến cho bạn không thoải mái, bạn hoàn toàn có thể tránh qua một bên và lựa chọn cho mình một con đường khác, thay vì cứ cố chấp đi tiếp để tích tụ các sự căng thẳng từ những điều làm bạn không hài lòng. Tôi lấy ví dụ, khi bạn đang đi trên đường cao tốc và có những người ở phía sau luôn bám sát theo xe của bạn để đòi vượt lên, thì hãy đổi qua một làn đường khác. Nếu bạn đang đi ăn nhà hàng mà lại ngồi cạnh những người quá ồn ào, thì bạn có quyền yêu cầu đổi chỗ sang một vị trí khác. Hoặc là nếu ai đó liên tục nói với bạn những điều mà bạn không muốn nghe, thì hãy xin lỗi và bỏ đi. Bạn không cần phải chịu đựng những cái điều mà khiến bạn không thoải mái, khi bạn hoàn toàn có quyền tránh né những cái điều đó và để tránh cho bản thân của mình tích tụ những cảm xúc tiêu cực dẫn đến căng thẳng một cách quá độ. Bạn hãy nhớ rằng, trong công việc hay là trong cuộc sống, những giây phút căng thẳng và khó chịu là điều không thể tránh khỏi. Ở mỗi giai đoạn hay là mỗi trường hợp sẽ luôn tồn tại những yếu tố khác nhau khiến cho bạn dễ stress, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và cảm xúc của bạn và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và công việc của chính bạn. Tôi hy vọng rằng với những phương pháp, những bí quyết như vậy tôi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn lấy lại sự bình tĩnh, xoa dịu sự căng thẳng và nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và đừng quên comment suy nghĩ của bạn vào phía dưới của video này và chia sẻ tới những người bạn quan tâm như cách tôi đang chia sẻ với bạn. Hãy nhấn like và chọn xem đầu tiên để nhận thông báo về những kiến thức mới mỗi ngày. Hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng mai. Xin chào.